chuyện một nghệ sĩ cải lương nhậu cho tới chết. Trong giới nghệ sĩ Long An, ai cũng nể khả năng nhậu và tửu lượng của Bảo Thanh. Trước hôm mất, anh còn hạ gục nhiều cán bộ ở tỉnh Long An trong tiệc nhậu nổ trời. Trưởng đoàn cải lương không có nhà. Cuối tháng 8, nghệ sĩ Bảo Thanh, sinh năm 1956, trưởng đoàn nghệ thuật cải lương Long An, bất ngờ ngã quỵ và mất sau đó hơn một ngày. Vợ chồng Bảo Thanh có một chỗ ở gọi là nhà trong con hẻm sâu. Nhà bề ngang chỉ hơn 2 mét, độ dài 10 mét, mái nhà thấp nóng. Khi anh trở thành trưởng đoàn nghệ thuật cải lương Long An, tỉnh Long An có hứa cấp nhà, mua trả chậm cho anh, nhưng chưa kịp thực hiện thì anh đã mất. Vì vậy, đám tang anh không thể tổ chức tại nhà, phải mượn câu lạc bộ hưu trí thành phố Tân An, dù chưa phải là cán bộ về hưu. Bảo Thanh thành danh trong giai đoạn cải lương Long An hưng thịnh nhất, thập niên năm 1980. Thời ấy, những vở diễn do Bảo Thanh đóng chính luôn cháy rạp, tiền bán vé phải chứa bằng bao tải, vậy mà Bảo Thanh vẫn nghèo. Cả đời anh không có xe máy. Khi trở thành trưởng đoàn nghệ thuật cải lương Long An, cách đây 5 năm, anh mới được cơ quan hóa giá cho chiếc xe cà tàng giá 1 triệu đồng. Anh cũng chưa có tiền để sang tên, cho tới khi qua đời, chiếc xe vẫn mang biển số xanh. Nhậu cho tới lúc chết. Bảo Thanh ngã bệnh lúc 4 giờ, ngày 25 tháng 8 và mất sau đó hơn một ngày. Kết quả xét nghiệm cho thấy gan của anh đã hư hoàn toàn do bị xơ. Lẽ ra anh phải bị đau đớn trước đó, còn bụng trương lên. Có lẽ do các tiệc nhậu nói tiếp nhau mà anh không phát hiện ra triệu chứng bệnh. Buổi trưa hôm ấy, người ta còn thấy anh nhậu ở quán Yesterday, thành phố Tân An. Ngay hôm trước, anh còn hạ gục nhiều cán bộ tỉnh Long An trong việc nhậu nổ trời. Trong giới nghệ sĩ Long An, ai cũng nể khả năng nhậu và tửu lượng của Bảo Thanh. Nhất là gần đây, anh uống rượu gần như không biết say. Có người nói do gan của anh đã bị hư hết nên không áp phê với rượu. Những người gần gũi anh cho biết, ít có ngày nào anh không có độ, có ngày 2-3 độ. Anh là người ăn nhậu nhiệt tình, không phân biệt hèn sang, ít khi từ chối lời mời nhậu của mọi người. Trong khi anh lại là nghệ sĩ có tên tuổi, giọng hát vẫn còn hay. Thường xuyên cùng đoàn nghệ thuật cải lương tỉnh Long An đi diễn phục vụ vùng sâu, vùng xa. Cán bộ xã, huyện, các chú, các nông dân quý nên mới mời nhậu liên tục. Hậu quả là lá gan của anh bị tàn phá mà anh không hề hay biết, vì anh không bao giờ đi khám tổng quát. Cách đây hơn 10 năm, trưởng đoàn nghệ thuật cải lương Long An lúc đó cũng chết vì bệnh xơ gan. Có lẽ vì cái huông đó mà hiện nay chưa ai dám ngồi vào chiếc ghế bỏ trống này. Ông phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Long An phải làm thế công việc của trưởng đoàn nghệ thuật cải lương Long An để từ từ tính. Tấm lòng dành cho nghệ sĩ. Nghệ sĩ ưu tú Đoàn Dự kể lại câu chuyện, ở một bữa tiệc có phục vụ ca hát cải lương, khi các nữ nghệ sĩ lên hát, nhiều khán giả tặng bông kèm theo tiền. Khi nghệ sĩ Bảo Thanh lên hát, mọi người vỗ tay tán thưởng càng nhiều hơn. Để rồi khi anh kết thúc bài hát, bông tặng anh là 3-4 ly rượu, không kèm theo tiền. Tình cảm của bạn bè khán giả dành cho anh quá lớn, phải thể hiện bằng rượu mới xứng. Chứ ít người để ý là anh quá nghèo. Ít khi ở thành phố Tân An có đám tang lớn như đám tang Bảo Thanh. Hầu hết các đơn vị nghệ thuật các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ đều đến phúng viếng. Các huyện thị, ban ngành, nhiều xã trong tỉnh Long An đều cử đoàn đến viếng anh. Rất nhiều bạn bè, người hâm mộ đến với anh trong 3 ngày tang, nhiều lúc không đủ chỗ ngồi. Tràng hoa phúng viếng anh không hề thua kém bất cứ đám tang nào ở thành phố Tân An. Nếu trước đây, tình cảm của mọi người dành cho anh không quy hết ra rượu, bằng nhiều hình thức khác, có lẽ anh không quá nghèo như thế và không bệnh chết sớm như thế. Nếu tình cảm của mọi người không thể hiện bằng những tràng hoa tang đủ màu sắc mà bằng cách khác, có lẽ vợ con anh còn lại sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng đời nghệ sĩ cải lương vốn vậy, khi sống phải giao du ăn nhậu, khi chết phải có thật nhiều hoa và thường phải nghèo. Văn Kiều và màn rũ bỏ 13 năm công sức vợ cũ, mẹ tôi và người bạn đời hiện tại Dương Mỹ Linh là những người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Bạc bẽo phụ tinh ăn cháo đá bát chính là những cụm từ mà người hâm mộ đang dành cho Văn Kiều sau màn rũ bỏ công sức của vợ cũ Gypsy Phương Trinh sau 13 năm gắn bó. Trong một bài phỏng vấn mới đây, khi được hỏi về bóng dáng của những người phụ nữ quan trọng trong cuộc sống cũng như sự nghiệp của mình, Văn Kiều không ngần ngại chia sẻ rằng mẹ tôi và người bạn đời hiện tại Dương Mỹ Linh là người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Văn Kiều khẳng định mẹ là người đưa ra lời khuyên hữu ích để anh đi diễn, trong khi đó Dương Mỹ Linh lại là người giữ lửa ấm cho ngôi nhà của hai người. Văn Kiều khẳng định mẹ và Dương Mỹ Linh là hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời.
Điều này khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên bởi vợ cũ của anh Gypsy Phương Trinh đã không được chàng ca sĩ nhắc đến, dù cô đã sát cánh bên anh hơn cả một thập kỷ. Chính vì thế những cụm từ bạc bẽo ăn cháo đá bát đã dành cho nam ca sĩ một cách nhanh chóng. Liệu rằng điều này có quá tay hay không? Gypsy Phương Trinh, người gắn bó với Hoàng Kiều hơn 10 năm, không hề được nam ca sĩ nhắc đến như một phần quan trọng của cuộc sống. Gypsy Phương Trinh, người vợ, người mẹ hết lòng vì gia đình. Cuộc đời đào hoa của Hoàng Kiều vốn gắn liền ba ngôi sao danh tiếng trong từng giai đoạn. Mỹ Linh, người gắn bó với anh ở giai đoạn đầu tiên. Hồng Nhung, cùng anh bay lên trong đỉnh cao sự nghiệp ở Việt Nam. Và Minh Tuyết, luôn gắn bó với anh ở thị trường hải ngoại. Tuy nhiên, người luôn đứng đằng sau anh để có được anh ngày hôm nay là Gypsy Phương Trinh. Và cô cũng là người vợ đã gắn bó với anh 13 năm với ba cậu con trai khấu khỉnh. Gypsy Phương Trinh đã hy sinh sự nghiệp của bản thân để hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ. Chính vì thế, sự đổ vỡ hôn nhân giữa Hoàng Kiều và Gypsy Phương Trinh khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Nói đến Gypsy Phương Trinh, người hâm mộ luôn nhớ đến hình ảnh một người phụ nữ hết lòng vì chồng con, sẵn sàng dừng sự nghiệp ca hát của bản thân để làm hậu phương cho chồng. Cô cũng chính là người định hướng cho Hoàng Kiều cả về hình ảnh cũng như dòng nhạc để anh có sự thành công khi sang hải ngoại. Có đáng mặt nam nhi khi gạt bỏ tất cả, là người đã hy sinh quá nhiều cho Hoàng Kiều, từ việc là chỗ dựa giúp anh khi anh cơ nhỡ, hy sinh sự nghiệp bản thân mình, hoàn thành tốt vai trò một người vợ, một người mẹ với nam ca sĩ, với ba người con trai khấu khỉnh đáng yêu. Gypsy Phương Trinh có xứng đáng phải nhận sự thờ ơ, bỏ mặc của Hoàng Kiều sau tất cả những gì đã làm? Việc gạt bỏ mọi công sức của Gypsy Phương Trinh của Hoàng Kiều liệu có xứng đáng với cô? Không chỉ riêng câu chuyện phát ngôn khiến suy nghĩ trên mặt báo, mà Hoàng Kiều từng không ít lần khiến Gypsy Phương Trinh phải buồn lòng trong việc chia sẻ tình cảm yêu thương với bạn gái mới Dương Mỹ Linh. Hoàng Kiều tiết lộ cả ba chàng lính ngự lâm nhà anh đều khen ngợi bạn gái mới của bố và rất thân thiết với Mỹ Linh. Dũng Taylor, người từng là bạn thân thiết với Hoàng Kiều và Gypsy Phương Trinh, từng chia sẻ một bài viết khá dài về việc chia tay của đôi vợ chồng này. Ý tứ của bài viết dường như đang có phần nghiêng về Hoàng Kiều hơn. Khi khẳng định chuyện chia tay, không một người đàn ông nào tại Mỹ là mong muốn, bởi họ sẽ tốn một số tiền kiếm được để chu cấp cho vợ con khi đến 18 tuổi. Nhưng chắc hẳn rằng, Hoàng Kiều phải hiểu được đó là một nghĩa vụ đương nhiên của một người làm bố. Và đó không phải là lý do để cho thấy nam ca sĩ thiệt thòi hơn trong cuộc ly hôn này. Luôn tự nhận là người bị vợ bỏ, nhưng sau khi chia tay thì Hoàng Kiều lại công khai tình yêu mới. Hoàng Kiều giờ chỉ biết đến tình yêu với Dương Mỹ Linh. Sẽ không có gì đáng nói, đáng lên án nếu Hoàng Kiều không gạt phăng tất cả những gì vợ cũ dành cho mình, dẫu là vô tình, là không cố ý. Rất lỡ mồm, nhưng Hoàng Kiều vẫn khiến người nghe phải ngán ngẩm lắc đầu vì sự hành xử kém tinh tế của mình. Anh bất lực vì Hương Giang nói xàm quá nhiều. Hương Giang và Đại Nhân là hai khách mời trong tập 12 của Giọng Ải Giọng Ai. Đảm nhận vai trò khách mời trong tập 12 Giọng Ải Giọng Ai tuần này là nữ ca sĩ Hương Giang và nam ca sĩ Đại Nhân. Nếu như Đại Nhân với hình tượng điềm tĩnh, chững chạc thì Hương Giang lại tạo ấn tượng với phong thái bước ra vô cùng tự tin và quyến rũ. Trấn Thành tỏ ra thắc mắc rằng vì sao nữ ca sĩ có tướng đi như hoa hậu mà lắc nhiều như vậy. Nhanh nhậu đáp lại, Hương Giang cho rằng cô luôn quý trọng những khoảnh khắc lên hình nên tạo sự chú ý cả trong cách đi. Ngay lập tức Thu Trang mới lo sợ nếu Hương Giang đi lắc nhiều như vậy thì sẽ bị nhòe khi bắt hình. Để tránh làm đàn chị lo lắng, Hương Giang xin phép vào trong để ra lại nhưng với tốc độ chậm hơn khiến khán giả rất hào hứng. Ốc Thanh Vân đã lên tận sân khấu để giành nữ ca sĩ về đội nhưng Hương Giang cho biết dù bản thân rất thích ăn ốc nhưng vì một nước không có thể hai vua, một đội không thể có hai Giang nên cô nàng muốn về đội Trấn Thành. Trước một thí sinh với nghề nghiệp được giới thiệu làm nghề spa, Hương Giang suy đoán nghề spa có thể có hoặc không, nhưng chắc chắn bên ngoài cô gái này đi xe Vespa khiến khán giả bật cười phấn khích. Bên cạnh đó, cô nàng còn có những lời nhận xét đâm ban kiểu như có mối thâm thù với Nhịp và Phách hay phận làm bác sĩ chưa một lần kê đơn khiến cho người xem cười ngã cười nghiêng. Trong tập này, nhiều thí sinh đã lựa chọn ca khúc hit đình đám của các ca sĩ trẻ hiện nay để nhép như Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau hay Không Cảm Xúc. Tập 12 Giọng Ải Giọng Ai sẽ lên sóng vào lúc 19 giờ tối thứ Bảy ngày 21 tháng 1, 2017 trên kênh HTV7.